Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất gan dẻo Sin Sin đã trúng thầu trong dự án nước sông Đà hồi tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, sau khi nhiều ý kiến băn khoăn của dư luận về chất lượng đường ống, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát toàn bộ quá trình thực hiện dự án này. Qua đó, Hội đồng Quản trị Công ty Viwasuko đã thông qua nghị quyết hủy thầu. Nằm trong giai đoạn 2 của dự án nước sông Đà, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất ống gan dẻo Sinh Son 2 đã trúng thầu với giá thấp hơn khoảng 11,8% so với giá gói thầu được phê duyệt. Tuy nhiên, đứng trước nhiều luận ý kiến trái chiều, ngày 25 tháng 3 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lúc đó còn là Phó Thủ tướng, đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát toàn bộ quá trình thực hiện dự án. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Suko tạm dừng việc ký hợp đồng với nhà thầu cung cấp vật tư ống gan dẻo và phụ kiện. Mới đây, Hội đồng Quản trị công ty Suko đã thống nhất thông qua nghị quyết hủy thầu, không ký hợp đồng mua ống nước với công ty trách nhiệm hữu hạn ống gan dẻo xin xin Trung Quốc cho dự án đường ống cấp nước sông Đà giai đoạn 2. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng kiến nghị thuê đơn vị tư vấn quốc tế có đủ năng lực thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng toàn diện của đoạn đường ống mẫu do nhà thầu cung cấp, trong trường hợp kết quả không đạt yêu cầu về kỹ thuật chủ đầu tư phải hủy kết quả đấu thầu